với chị Linh thì đã có một quãng thời gian rất là dài làm việc chung với nhau rồi. Nên là về cái việc gọi là khớp thì nó cũng không có vấn đề gì lắm. Chỉ có điều là chúng tôi sẽ phải gần như là tự thân vận động, bởi vì mỗi một người thì sẽ có những cái động tác múa khác nhau. Thanh với cả bố Trung Anh thì mấy hôm vừa rồi cũng có gặp nhau, và vừa rồi có hỏi các bạn thì mới biết là bố đóng một cái vai rất là oách. Đấy là vai vua. Nên là thầy rất là hy vọng đến cái đêm diễn để xem là bố tập luyện ra sao.